trái ngợp với cái số lượng thiết bị cũng như sản phẩm loa bạn sẽ có được với mức giá 115 củ khi mà chi cho BSD. Hai cặp loa full 1035, 350W trở kháng 8 ohm, bass strap lavoxy và nước sơn án bóng, đầy đủ phụ kiện của một chiếc loa array. Hai cặp sub đơn HT18, 1000W mỗi loa, subwoofer và monitor đều có khả năng kết nối với nhau để anh em có thể dễ dàng tách ra làm một dàn kẹo ghéo riêng. Monitor K10 của BSD công suất 280W với góc vát xéo cực kỳ dễ làm monitor và đặt một góc phủ rất là tốt. Đầy đủ hệ thống tủ máy bao gồm mixer, DSP, microphone, chia nguồn, thanh sức và main pool. Rất là nhiều dây tín hiệu. Much caffeine. Much caffeine.